bị cắt cụt cả hai chân vì sai lầm nhiều người mắc phải. Bị trẹo chân ngày sát Tết, nhưng người phụ nữ 55 tuổi ngại đi khám, tự ý tiêm thuốc ở nhà dẫn tới hoại tử phải cắt bỏ hai chân. Người phụ nữ đến bệnh viện Trung ương trong tình trạng viêm mô bào, hoại tử toàn bộ hai bên cẳng chân. Cách đây một tháng, trong khi bé cháu chỉ bị ngã trẹo chân bên trái, thời điểm cận Tết nên chị không đi khám mà tự tiêm loại thuốc không rõ nhãn hiệu để điều trị. Bệnh tình của bệnh nhân không tiến triển mà xuất hiện tình trạng viêm. Bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp chia sẻ, thời điểm nhập viện, hai cẳng chân của bệnh nhân bị hoại tử hoàn toàn, được chỉ định cắt toàn bộ cẳng chân hai bên. Nguyên nhân có thể do bệnh nhân bị viêm mô mềm một bên chân, sau đó làm khởi phát các rối loạn, đặc biệt là rối loạn đông máu, kết hợp với tình trạng viêm, phù nề chèn ép tắc mạch chi gây hoại tử. Viêm mô mềm là tình trạng viêm nhiễm thường gặp do vi khuẩn tụ cầu, liên cầu gây ra. Các vi khuẩn này cư trú trên bề mặt da. Dưới tác động của sự thay đổi cơ thể như xước tay chân, nhiễm bẩn xâm nhập mô mềm gây bệnh tại chỗ. Vùng mô mềm bị tổn thương sưng, nóng, đỏ đau. Vùng tổn thương có thể khu trú tại một nơi hoặc tiến triển lan tỏa, thậm chí gây hoại tử mô cơ. Người có các tình trạng nặng có thể tiến triển đến sốc, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Người có các bệnh lý nền như đái tháo đường, bệnh gút, suy giảm miễn dịch thường có nguy cơ cao bị viêm mô mềm. Cắt cụt chi là biện pháp để điều trị vùng chi tổn thương bị hoại tử. Bản thân phần hoại tử giải phóng độc tố vào máu và các vi khuẩn. Ngoài ra, việc cắt bỏ phần hoại tử cũng kích thích tân tạo tế bào phục vụ cho quá trình liền vết thương. Bệnh nhân trên là trường hợp đáng tiếc. Nếu đến bệnh viện xử lý sớm sẽ không dẫn đến tình trạng hoại tử phải cắt bỏ chi. Việc cắt cụt hai chân khiến người bệnh mất khả năng đi lại, cuộc sống phụ thuộc vào người thân. Vị bác sĩ khuyến cáo người dân khi có vấn đề sức khỏe cần đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, không tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc bên ngoài gây ra tình trạng đáng tiếc.